dĩa luôn. Ăn chưa thay thay mà, chừng nào thay thay thì về. Xin chào cả nhà nha. Rất lâu rồi Thiên Phúc cũng không có ra video gì cả. Thì mình đang làm căn nhà cho thuê, cũng không ra video gì nhiều. Làm căn nhà cũng ngày có tháng nay, không đi ăn uống đồ, không có gì cả. Hôm nay là cuối tuần, chở các con đi ăn uống cho các con vui nha cả nhà. Hôm nay bên đây, bên Wincom này có một buffet giá quá bắt rẻ bất ngờ nha, có 199k phải. Để mình tới đó mình đặt vé rồi đi cùng gia đình ăn uống chia sẻ cho cả nhà xem nha, coi có món gì mà rẻ đâu mà giữ thần rẻ 199k nha cả nhà. Mình nghe nói vậy thôi chứ ngoài ra không biết 199 hay hoặc 129 hay 299 gì á. Tí nữa Thiên Phúc vô, Thiên Phúc quay review cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ chở các con đi. Tòa nhà ở gần Wincom khá ghê, những cây sắt thép quá bự. Các món salad nè, mọi quý vị nhìn hấp dẫn nè. Đây là các món để ăn lẩu, ăn kèm, ăn sống đầy đủ. Nước chấm, nước uống, các loại. Đây là món ăn tráng miệng nè, có kem nè, có kem nè. Này kem nè, kem sầu riêng, kem dâu, kem các loại. Chạy ra trái quá. Nó bình đẳng là cái heo nó mở nó chạy. Nó đầu. Nó đang như vậy cũng mấy chân cũng đầu. Nó bị quý là trái. Đang trồng dĩa luôn. Ăn chưa thay thay mà, chừng nào thay thay thì về. Dắt trường lấy ghê 10 triệu thế vô không được đó là bạn. Cái đó có tiền đứng qua rồi. Tại sao hiếp binh quá đi. Cái bạn như tiền quá. Bỏ cái này dành cho cái này lợi. Dặn cái lưỡi cái lợi nhỏ dặn lại. Dặn hết nhỏ rồi. Tại vì lúc cái này ra biển ngoan không? Buffet 299k nha cô chú anh chị, vé 199k hết rồi, còn vé 299k. Các món thịt nè, rồi bạch tuộc, cá, các loại. Thank you.
mời cả nhà miếng bò nướng nha. Cháy hết rồi, lửa mạnh quá. Cái này ba chỉ mở nè, nó rất ngon. Thịt bò nó không có giá 299 k, 229 k. Lá giống như cái lá tía tô vậy. Ăn cái này không? Thơm ngon. Bỏ đại đi. Kèm miếng tỏi nè. Miếng kim chi. Sao lắm? Kèm miếng rau nha. Mời cả nhà nha. Cắm miếng nước sốt nữa cho rồi rất hấp dẫn nha mọi người. Mời cả nhà miếng canh rong biển nha. Canh rong biển rất ngon nha. Cả nhà. Bà cầu chín chưa? Good mà phải ăn hải sản đây. Ăn thì ngày mai tính sao, hậu quả tính sao, uống thuốc. Hậu quả tính sao? Nè nước giỡn vậy. Nó cuốn một chắc không? Không đủ chứ. Không đủ. Không đủ. Cuốn ăn không? Nè con chọn nè. Nè con chọn mấy đứa con chọn nè. Không mời nhà miếng mà tuột nha. Tuột chứ, rất ngon nha. Mang là hả nhé hả? Không kêu mà có thật để ăn đó chứ miếng vậy là nướng rồi kìa. Ăn cơm chỗ không nè. Nè nó lấy miếng nó ra nó đi đổi. Đây là cái này cá gì vậy? Đây là cá ba sa nướng nè cả nhà. Tôi cũng mời cả nhà miếng cá ba sa nướng nè. Rất ngon. Cái lá này ở chỗ nào mà nó có hả? Thịt nướng ăn không kịp luôn. Chín rồi. Xong bỏ cá lên, bỏ cá ba sa lên luôn. Mình bẩn quá trời luôn kìa. Em ơi, đổi chị cái dĩa với em. Bác ơi. Cái này thấy ngon, hấp dẫn không? Xà lách nè, kim chi. Cái này là cải, cải chua nè. Thì hút mời cả nhà miếng bò cuốn nha. Quá hấp dẫn mấy ngày.
Thiên Phúc cuốn cái mà cả nhà buổi trưa cuối tuần. Mời cả nhà miếng bò cuốn nha. Quá hấp dẫn. Dĩ thay không kịp luôn mà. Massage nướng nóng hổi nha thì đơn vị. Gọi về máy đi này xuống để máy đi.
không nè, dẹp xuống rồi. Đúng vậy, những cá ba sa nướng nha. Kêu thật ra chưa? Quá hấp dẫn. Canh trong biển buổi trưa này dùng rất mát nha. Đứng nữa rồi, đừng nướng quá, nướng quá dài lắm. Kim chi đồ vô. Xin kết thúc video này. Bye bye.